Thưa quý vị, trong tôn giáo Cao Đài Tây Ninh, Hội Yến Diêu Trì Cung là một trong hai lễ hội lớn, vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa là dịp để bà con đạo hữu gần xa du lịch hành hương về với cội nguồn của đạo Cao Đài. Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung của Tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh là một trong nhiều tiêu chí hướng tới của Chiến lược Phát triển Du lịch Văn hóa Tâm linh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020. Trong Tôn giáo Cao Đài Tây Ninh, Hội Yến Diêu Trì Cung là một trong hai lễ hội lớn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Hàng năm, Hội Yến Diêu Trì Cung là sự kiện thu hút rất đông bà con gần xa du lịch hành hương về với cội nguồn của đạo Cao Đài. Diễn ra vào rằm tháng 8 hàng năm, Hội Yến Diêu Trì Cung có nhiều hoạt động cả ở phần lễ và phần hội. Phần lễ có nghi thức chính là lễ rước cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương, các tiết mục trình diễn múa rồng nhang, múa tứ linh, múa nhạc sắc tộc và nghi thức dâng hoa quả phẩm đến Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Theo tín ngưỡng, nghi thức dâng quả lên Đức Đại Từ Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương hàm chứa sự thành kính báo ân, mong muốn bày tỏ tấm lòng hiếu hạnh của con cái đối với Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu và các đấng thiêng liêng. Quả phẩm là những mâm trái cây, bánh mứt được trưng bày tỉ mỉ, đơm tỉa, hết sức công phu, hòa cùng lòng hiếu đạo của người dâng quả. Về cái phần tâm linh, đối với người đạo Cao Đài thì luôn lúc nào có niềm tin về tôn giáo. Ta tin tưởng cái quyền năng của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các đấng thiêng liêng. Và người đạo Cao Đài càng ngày càng phát triển và để hướng dẫn cái đồng đạo của mình đi trên cái con đường chân thiện mỹ. Trong các ngày diễn ra đại lễ, lượng tín đồ và du khách hành hương về Tòa Thánh Tây Ninh tăng đột biến, nên Hội Thánh tổ chức phục vụ cơm chay miễn phí cho thực khách ngay trong suốt những ngày diễn ra đại lễ. Và cơm chay ở trai đường Tòa Thánh Tây Ninh thì ngon tuyệt, được xếp vào hàng top trong văn hóa ẩm thực chay. Chuyến du lịch tâm linh của du khách sẽ tăng thêm phần ý nghĩa khi được thưởng thức bữa ăn chay miễn phí trong khuôn viên Thánh Địa vào những ngày rằm tháng 8. Đây cũng là lý do mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chọn huyện Hòa Thành, nơi có đông tín đồ Cao Đài sinh sống, để tổ chức lễ hội ẩm thực chay. Một lễ hội lần đầu tiên được tổ chức ở Tây Ninh sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 31 tháng 5 năm 2019 đến ngày 2 tháng 6 năm 2019 tại công viên Hòa Thành. Rất là thích những món ăn đây, quá trời nhiều món luôn. Món nào cũng rất là ngon, đặc biệt là tất cả miễn phí, dù nước uống, rồi điểm tâm cho tới bữa cơm chính, tất cả đều miễn phí mà rất là ngon. Trong cái niềm tin của tôn giáo thì thường thường thì họ thích ăn chay, cho nên là tôi thấy cái phối hợp và giữa bên ở Hòa Thành về với tôn giáo của Cao Đài, chẳng những nói chung là tôn giáo Cao Đài mà riêng về ở nơi cái huyện Hòa Thành thì trong toàn tỉnh Tây Ninh này ăn chay rất là nhiều. Và có thể là thực hiện điều đó cũng nên quảng bá và để cho biết là nơi cái vùng thánh địa chúng ta là cái vùng mà đặc biệt có cái đặc điểm về ăn chay. Nét đẹp của lễ hội đã đưa tôn giáo Cao Đài Tây Ninh ngày càng phát triển lớn mạnh, rộng khắp cả trong và ngoài nước. Tính đến nay, đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh đã có trên 5 triệu tín đồ. Bà con hoạt động đạo sự hết sức giang hòa trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, kiến tạo Tổ quốc Việt Nam ngày càng phồn thịnh. Quý chức sắc chức việc không ngừng trao dồi phẩm hạnh, tu hành thuần tí, duy trì và giữ vững danh hiệu cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh của hơn 400 ngôi thánh thất và 137 ngôi điện thờ Phật mẫu trong nước. Toàn thể bà con đồng đạo luôn chung tay cùng với chính quyền và mặt trận tổ quốc các cấp làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, chấp hành nghiêm chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp tích cực cho cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cái lễ đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung hàng năm thì trước đó là khoảng 20 ngày thì Hội Thánh có mở một phiên họp coi như là một phiên họp lớn, gồm có các vị đại diện các tỉnh thành phố ở trong cả nước về đây để dự phiên họp, là lập ra cái chương trình, cái bản phân công để rồi cho mỗi đơn vị các nơi về tham quan cũng như là sẽ
tổ chức, cùng tổ chức cho hội thánh trong cái ngày đại lễ. Phát huy nét đẹp lễ hội tôn giáo Cao Đài, tỉnh Tây Ninh đã và đang tập trung phát triển du lịch tâm linh, vừa thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, vừa tạo động lực mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh nhà. Trong chiến lược phát triển du lịch tỉnh nhà giai đoạn 2017-2020, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh xác định một trong nhiều trọng tâm, trọng điểm của chiến lược là tạo ra sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của địa phương, xây dựng và phát huy văn hóa cộng đồng, bao gồm làng nghề truyền thống, vùng dân tộc tôn giáo đặc sắc. Chính vì vậy, đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung là một trong những nét đẹp trong đời sống văn hóa, là một trong những điểm nhấn của chiến lược phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020.